Được rồi, biết tôi về hôm nay đi. Chúng ta sẽ nắm bắt cái cùng làm quen với một cái mô hình mới, mô hình có dữ liệu mới là hàng đầu ưu tiên. Nó nằm trong cùng cái nhóm của cái gọi là cái đây này, chúng ta học cái kiểu dữ liệu là ngăn ngăn xếp đây, đâu là ngăn xếp nhé. Cái này nó là stack nhé. Hàng đợi bình thường và hàng đợi ưu tiên, thì ba những cái này nó có cái nét giống nhau nhé. Nó gọi là priority queue nhé. Thì cả ba cái này nó đều có chung một cái tư tưởng là chúng ta hình dung nó là một cái mô hình dữ liệu, một cấu trúc dữ liệu mà như là một cái túi, nó khép kín lại như thế này. Đấy. Và nó có một cái đầu vào dữ liệu, chúng ta không biết nó có một cái đầu vào và một cái đầu ra. Đấy. Cái đầu vào và đầu ra, đây là in nhé, đây là out. Đấy. Bây giờ nó có một cổng vào và một cổng ra, và nó thỏa mãn tính tốt nhất nào đó, thì nó đều nói chung nó đều là cái, đây là nó là cái túi, đây là nó là cái túi nhé, cái túi cấu trúc dữ liệu cái túi. Đó. Thì với ngăn xếp thì nguyên tắc của nó là vào sau ra trước, last in first, với này thì nó là LIFO nhé. Đó. Vào sau ra trước. Với cái hàng đợi bình thường này thì nó vào vào trước ra trước sau hàng, thì nó là FIFO nhé. Đấy, nguyên tắc của nó là như thế. Đấy. Còn thằng này thì khác, thằng này là vào và khi ra thì ra theo ưu tiên. Đấy, hàng đợi này là gọi là vào bất kỳ, nhưng mà khi ra theo ưu tiên, có thể là tổng quát bất kỳ, nhưng mà cụ thể chúng ta có hai loại ưu tiên. Một là ra là lấy phân tử maximum ra, thì cái đó nó gọi là hàng đợi ưu tiên cực đại hay là hàng đợi ưu tiên lớn nhất. Còn ưu tiên là đưa ra phân tử là minimum, thì người ta gọi đó là hàng đợi ưu tiên cực tiểu. Như vậy cái này nó có hai loại, một là hàng đợi ra cái ưu tiên mà lấy max ra thì người ta gọi là max queue, hay là hàng đợi ưu tiên cực đại, đúng nào. Còn lấy ra mà theo ưu tiên là min, lấy ra phân tử min, thì ta có cái hàng đợi gọi là hàng đợi min queue, hay là hàng đợi ưu tiên nhỏ nhất hay cực tiểu. Như vậy với cái hàng đợi ưu tiên này nó có hai loại, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu, được chưa? À, như vậy cả ba cái này nó nó có cấu chung một cái tư tưởng là chúng ta dùng nó là một cái túi. Đối với người dùng thì nó là một túi khép kín. Tôi không quan trọng nó là gì, tôi cần biết là nó là một cái túi và nó có một đầu vào, một đầu ra và thỏa mãn một số các tiền đề nào đó hay là các thao tác cơ bản nào đó. Thì là chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. Bây giờ tôi sẽ nhắc lại một chút. Thế thì cái hình cái túi mà ưu tiên này là cái mà chúng ta thì chúng ta sẽ làm xây dựng cái mô hình cái túi này ưu tiên này này theo cái mô hình nó gọi là cái đống vun đống hay là mô hình heap, được chưa? Thì tôi nhắc lại một chút, chúng ta vẫn phải nhắc lại một chút về cái heap, và tôi cũng chúng ta cùng nhau xem lại một số chất của cái heap rất rất quan trọng. Như vậy là chúng ta sẽ phải làm quen với cái mô hình heap hay là mô hình vun đống nhé. Là cái gì? Là cái mô hình mà nôm na là chúng ta cho trước một dãy số, cho trước một cái mảng bất kỳ nhé. Đấy. Đây. Ví dụ như là 2, 5, 10, 4, 0, 9. Và chúng ta sẽ vun đống lại. Vun cứ vun như sau. Chúng ta bắt đầu đi từ đầu về cuối. Và chúng ta sẽ vun từ trên xuống dưới. Chúng ta sẽ đầu tiên là số 2 trên cùng. Sau chúng ta viết 5 bên cạnh 5, số là 10, đó là 4, số là 0, là 9. Chúng ta có một cái mô hình cây như này. Đấy, mô hình cây. Đấy. Thì cái cây này là cây nhị phân, cây này luôn là cây nhị phân hoàn chỉnh. Như vậy cái mô hình vun đống chính là cái mô hình mà là nó làm một cái sự tương ứng một một giữa một bên là một cái dãy số và một bên là cái hình ảnh heap của nó, tức là cái đống nó được vun lên
Nhưng mà chúng ta chú ý là cái vun đống là nó khác, chúng ta vun vun khi chúng ta mà vun mà chúng ta xây dựng đống từ con sỏi nhé, thì cho xây dựng từ dưới lên trên đấy, chúng ta xây dựng từ dưới lên trên đấy. Nhưng mà khi chúng ta mà vun đống bằng số như này thì chúng ta từ trên xuống, được chưa? Đó thì như vậy là giữa cái như vậy cái mô hình đống ấy là một cái nôm na, nó là một cái mô hình là mô hình cái cây nhị phân hoàn chỉnh, và nó là từng một một với một cái mảng dữ liệu. Tôi lấy tôi cho trước một cái đống như này bất kỳ nhé. Như đây là 10 này, 9 này, 5 này, 2 này, 7 này, 15 này, 19 này, 1 này, 2 này, 0 này, 7 này, 20 này. Đấy. Như vậy là liên tục ta cứ xét tính từ trên xuống, từ trái sang phải: 10, 9, 5, 2, 7, 15, 19, 1, 2, 0, 7, 20, dừng lại ở đây. Như vậy tương ứng mà ứng một cái dãy số là gì? Là 10, 9, 5, 2, 7, 15, 19, 1, 2, 0, 7, 20, là một cái dãy số liên tục như này. Được chưa? Đó, thế nhưng chúng ta chú ý là có một cái thì đây là quan hệ là một một. Thì cái mô hình cây này nó là cây nhị phân hoàn chỉnh. Tôi nhớ lại nhé, đây là cây nhị phân hoàn chỉnh thì chúng ta chú ý như vậy. Đấy. Và cái nhị phân hoàn chỉnh này chúng ta chú ý có một số các khái niệm chúng ta đã hôm trước chúng ta nói rồi, là khái niệm thế là đây là nút gốc này, quan hệ cha con này. Mỗi nút có thể có hai con maximum là hai nút con trái và con phải, và mỗi nút như vậy nó có một nút cha thôi. Đấy. Và nó có khái niệm là mức này, khái niệm là chiều cao này, để nút lá này, nút lá là nút không nút con thì nút lá là nút có chiều cao là không, còn nút mà có chiều cao lớn không nữa nó là nút nút trong. Thì nút trong như vậy nó có cái chiều cao có thể là 1, 2, 3, thì cái chiều cao của nút gốc này thì nó là chính là chiều cao của cây nha. Một cái cây này là chiều cao nó là 3, và đi là 3 bước 1, 2, đi 3 bước, đi 3 qua 3 cạnh thì đến được cái đỉnh, cái nút ở hàng dưới cùng, là cái nút hàng dưới cùng là chính là cái nút nút lá. Ở trong trong phần mềm này còn cho hình ảnh của tôi thì là cái đề tôi mô tả nhé, đây là nút trong này, nút trong này, nút trong này, nút trong này, nút trong, nút lá này, lá lá đây nhé, lá này, lá này, lá này, lá này, lá này, đó. Thì hôm trước tôi đã nói với các bạn là một số các cái tính chất rất quan trọng của cái mô hình cây nhị phân này. Tôi bây giờ sẽ nhắc lại một lúc nhé, nhắc lại để chúng ta, và tôi có thể tôi sẽ cần thiết tôi sẽ chứng minh một vài cái định lý cho chúng ta thấy nhé. Một số tính chất quan trọng này, rất quan trọng luôn nhé, một số tính chất quan trọng của hip nhé. Một là cái quan hệ giữa nút, cái quan hệ như sau: cái quan hệ chỉ số giữa nút con và cha như sau nhé. Thì có cái hàm left, chỉ số của nút con trái của nút ứng với chỉ số y nó chính là bằng là 2y cộng 1. Chỉ số của nút con phải của y nó chỉ là bằng 2y cộng 2, nếu nếu là nó đúng nhé. Còn chỉ số của nút nút cha của y thì nó bằng như sau, bằng công thức nó tính bằng là y trừ 1 tất cả chia cho 2, chia phần tiền. Đây là chỉ là công thức 1, công thức rất quan trọng nhé. Hai là chúng ta đã biết từ hôm trước gì là các nút lá là nút có chỉ số như sau, có chỉ số bắt đầu từ tôi gọi n là cái chiều dài của cái bảng của cái dãy A, hay là của cái chính là của cái số các phân tử của cái hip cái đống A. Thì các nút lá là nút gì? Các nút lá là nút có cái chỉ số như sau, các nút lá là nút có cái chỉ số là bắt đầu từ nút lá bắt đầu từ n chia 2 như này, n chia 2 cộng 1, và đến được cuối cùng là gì?
cùng là n là n trừ một đấy. Thì cái phần từ đầu này có thể hiểu cái này là chỉ là gì, cách mà chúng ta viết ra trong cái ngôn ngữ của là cái phần nguyên của n chia 2, hay là dưới cái con mắt, dưới cái ký hiệu của cái khoa học vi tính ấy, thì người ta viết cái này chính là cái này, chính là cái này đấy, là n chia 2. Lấy làm tròn xuống. Và các cái nút ngược lại, các nút trong là cái nút có chỉ số là thì là 0, 1, 2 và đến nút cuối cùng là nút trước cái nút này là 1, cái nút lại là n trừ 2 trừ 1, hay là cái nút có thể nó là cái này, nó là n trừ 2 trừ 1. Đấy. Đây là cái nút trong. Còn đây là nút lá ở đây, đúng không nào? Đấy, chúng ta chú ý nhé. Rồi. Thế thì chúng ta tôi sẽ làm có thêm một cái chất nữa rất quan trọng, tính chất là ba rất quan trọng, là cái chiều cao h của cây nhị phân của cây A tính bằng công thức sau. Chiều cao của một cái sau đây này gọi là h chiều cao của cái cây A nó bằng sau nó bằng là cái năm cái thứ này nó bằng là log cơ số 2 của n trừ 1. Đấy. Lấy làm tròn xuống, hay là viết ở trong cái ngôn ngữ Python nó chính là cái hàm for log của log 2, thì được tôi viết log 2 của n trừ 1 nhé. Cái thứ ba này là chất hoàn toàn có thể chứng minh được đấy, chứng hoàn toàn bằng một toán học được nhé. Đấy, nhưng mà thôi được, tôi tạm thời tôi công nhận nhé. Và tính chất quan trọng nữa, tính chất rất quan trọng cuối cùng nó là như sau, là thứ nhất là như này, rất quan trọng 4 nhé. Bây giờ tôi gọi nk là số các cái nút của cây A có chiều cao k. Ở đây k này k là không nhỏ nó bằng k, là nhỏ hơn nó bằng h. Nên k bằng không thì nó là nút nút có chiều cao không, tức là nút lá nhé. Còn chiều cao k có thể lớn gọi là cao nhất là bằng h nhé. Được chưa? Thì chúng ta có công thức đây, chúng ta có công thức đây nhé, chúng ta có thì ta có này, ta có công thức sau đây rất quan trọng nhé, là cái n, cái số lượng cái phần tử, số lượng các cái nút của cây nhị phân A có cái chiều cao k, thì nó sẽ có công thức theo như này, là lấy cận trên nhé, cận trên n chia cho 2 mũ k cộng 1. Cái này hơi lạ một tí, chúng ta chú ý. Bây giờ tôi thử chứng minh cái bài 4 nhé. Tôi sửa cái bài 3, cái bài cái 1 thì rất dễ, tôi làm ngay là cái bài 2 là trước tôi chỉ ra tôi làm được ngay, tôi biết ra là làm rất dễ ngay. Cái công thức 3 này hơi khó một chút nhưng cũng không hoàn toàn không khó. Tôi thử chứng minh cái 4 cho bạn xem nhé, tôi thử chứng minh cái bài 4 nhé. Bây giờ tôi sẽ chứng minh công thức 4 cho bạn xem thử để cho ta hình dung thế là một cái chứng minh toán học nhé. Bây giờ tôi chứng minh tính chất 4 nhé. Chứng minh tính chất 4 để các bạn thấy nhé. Đầu tiên chúng ta thấy này, với cái độ cao lớn nhất ấy, n là h ấy, thì như thế nào? Với n là h ấy, thì chúng ta có là gì? Là cái nút mà có đỉnh có chiều cao nhất ấy, thì nó là một nút thôi, thì chính là nút gốc. Chúng ta có đỉnh n, đây chính là một, đây chính là đứng là cái nút gốc, chỉ là có một nút gốc thôi, có một cái nút gốc của cây, thì nút này chỉ là nút có chiều cao là h là cao nhất, còn nút bên dưới nó là chiều cao là thấp hơn rồi, cho nên là nh bằng 1, được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ thấy như sau này, với một cái nút là chiều cao là k, thì nó có maximum là hai nút con có chiều cao là k trừ 1,
Được chưa? CA, CA là gì? CA là cái số lượng cái nút có chiều cao là K chia 1 nó lớn hơn khoảng 2 lần so với N, so với các nút có chiều cao là K. Đấy. Chứ tao có công thức này, tao có công thức đây rất đơn giản là tao có cái này là cái này sẽ phải nhỏ hơn nó bằng là N K chia 1 tất cả chia 2 và lấy cận trên. Đấy. Vì sao như vậy là gì? Mỗi một cái nút K ở cái chiều cao là K ấy, mỗi cái nút K này, đây là chiều cao là K nhé, thì nó có maximum là hai nút con có chiều cao là K trừ 1. Cho nên là số lượng cái nút cao K nó sẽ phải nhỏ hơn nó bằng hai lần cái số lượng cái nút của K trừ 1, ta chia hai ra thì nó chỉ bằng cái này. Đấy, đúng không? Cái số lượng K trừ 1 nó lớn hai lần nút K, ta chia ra nó ra cái này. Đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ suy ra như sau nhé, chúng ta cùng nhau làm tiếp tục này. Vậy ta có như sau này. Vậy chúng ta có như sau nhé, như vậy là N này. Như vậy là N0 này, N0 thì bằng 1, N1 thì nhỏ hơn nó bằng là thôi, không cần tôi viết luôn, tổng hợp luôn nhé, NK thì nhỏ hơn nó bằng là NK trừ 1 chia 2 lấy cận trên, đúng không? Cái này lại nhỏ hơn bằng, lại nhỏ tiếp tục nữa, nhỏ hơn là gì? Nhỏ hơn là NK trừ 2 lại là chia 2 nữa, đây nó chỉ là 4. Đấy. Cứ nhỏ hơn nữa như vậy, nhỏ hơn cho đến cuối cùng là nhỏ hơn là bằng như sau đây này, đây K trừ 2 thì đây là 4, đây là 2 mũi 2, đúng không? Cho đến cuối cùng là N1 tức là cái số này là K trừ 1, vậy nó phải chia cho 2, chia cho 2K trừ 1. Đấy. Đúng không nào? Cái này là nhỏ hơn được bằng là N0 chia cho 2K. Đấy. Vậy chúng ta có công thức sau đây nhé. Hoàn toàn suy bằng toán học nhé. Vậy suy ra như sau này. Vậy suy ra là như sau, tổng quát ta có là gì? Là ta có là đây tôi làm tục bằng toán học nhé. NK tổng quát nó sẽ nhỏ hơn được bằng là N0 và chia cho 2 mũ K. Đấy. Đấy. Bây giờ ta tính cái N0 nhé. Cái N0 là cái gì? Cái N0 là các cái phần tử mà có cái âm đây là cái nút lá, không chỉ là cái nút lá thì nó tính bằng từ đây tới đây này. Thấy không nào? Từ đây tới đây nhé. Vậy nó bằng như sau này. Vậy nó bằng như sau. Các nút lá là nó có chiều dài như thế nào? Đây nhé. Các nút lá là như sau. N0 chính là cái nút lá nhé. N0 là bằng số các nút lá. Là tính ra diện tích thì N chia 2, N chia 2 chia cộng 1. Vân vân cho đến là gì? Cho đến là N chia 1. Vậy tổng số này bằng số đầu này trừ số cuối và tức là cộng 1. Vậy suy ra là N0 sẽ bằng số đầu, số cuối này là N trừ 1 này trừ đi N chia cho 2 như thế này và cộng 1. Vậy là nó bằng bao nhiêu? Nó sẽ bằng là chính là bằng là N trừ đi N chia 2 như thế này, chính là bằng thì bằng là N trừ đây chính là căn dưới của N chia 2. Đấy. N chia 2. Cái này có thấy bạn thấy cái này chính bằng là N chia 2 mà cận trên. Đấy. Vì sao như vậy? Chúng ta có công thức sau đây rất quan trọng mà. Vì sao như vậy? Là vì như này thôi, vì chúng ta có công thức hiển nhiên là gì? Là N sẽ bằng là gì? Bằng N chia 2 cận dưới cộng với N chia 2 cộng trên. Cận trên. Đấy. Vì sao N chia 2 cận dưới nó bằng như này? Công thức này thấy hiển nhiên nhé. Công thức này là vật hiển nhiên của toán học. Vậy bằng cái này. Chúng ta thay vào đây ta có thì suy ra nhé. Suy ra là NK sẽ nhỏ hơn được bằng là N0 chia cho 2K cận trên. Cái này lại bằng N0 chính là bằng cái này. Bằng cái này. Vậy nó bằng là gì? Nó bằng là làm đây. Nó bằng là N chia 2 nhân với 1 chia cho 2 mũ K. Vậy nó chính là bằng gì? Đây nó vậy nó chính là bằng là N chia cho 2K cộng 1. Đây chính là điều của chứng minh. Đây chính là cái điều mà chúng ta cần chứng minh.
Này chúng ta cần chứng minh là cái này này. Đây này, nhân 4 là như này nhé, đây này, là cái này. Được chưa? Đó. Như vậy chúng ta bây giờ tổng kết lại nhé, nhưng mà chúng ta vừa mới tổng kết lại. Chúng ta vừa mới đưa ra được bốn tính chất quan trọng. Bốn cái tính chất quan trọng. Tính chất quan trọng của hip bất kỳ nhé. Một là cái quan hệ cha con, chúng ta biết rồi. Quan hệ cha con thông qua ba hàm. Ba cái hàm rất quan trọng mà chúng ta đã biết. Hàm left chỉ ra cái chỉ số của phần tử con trái của y. Hàm right chỉ ra phần chỉ số của phân tử con phải của y, và parent chỉ số phân tử cha của y. Đấy, đó là tiếp một. Tính chất hai là các nút con là từ 0 1 chỉ số cho đến phân tử cuối cùng là n chia 2 chỉ 1. Còn các nút lá là từ n chia 2 trở đi. N chia 2 lấy là phần nguyên đấy, trở đến n trừ 1. Ba là chiều cao h tính bằng công thức sau đây, bằng công thức là log 2 n trừ 1. Cái đây là hoàn toàn toán học nhé. Và bốn là nk là số lượng các cái nút có chiều cao là k, là có nhỏ hơn bằng là n, đúng không? N chia cho gì? N chia cho 2 mũ k cộng 1. Đấy. Đây là bốn chữ rất quan trọng nhé. Rồi. Bây giờ chúng ta quay lại một chút cái khái niệm là max hip và min hip nhé. Chúng ta một chút cho nó cái này rồi. Bây giờ tôi lại bị chập chàng chỗ này. Rồi. Thế nào là max hip, thế nào là min hip rất quan trọng. Cái max hip là cái chúng ta dùng để xây dựng cái max Q, là cái hàm lượng ưu tiên cực đại. Còn cái min hip là cái đống cực tiểu thì dùng để xây dựng các cái min Q nhé. Đây thì tôi chia bên đây nó là max hip. Đây là min hip. Thêm một cái mảng A nó là max hip khi nào? Nó là max hip theo định nghĩa nhé. Khi và chỉ khi là với mọi cái nút A, mọi cái nút ứng chỉ số Y thì cái chỉ số là cái giá trị của nút A này, nút AI này phải lớn hơn hoặc bằng là cả hai nút con. Tức là gì? Tức là cái giá trị A này phải lớn hơn bằng giá trị của các nút con trái và phải. Trái và phải. Của gì? Của số y lớn hơn bằng. Đấy, như vậy là. Như vậy nếu mà một cái dãy A là max hip thì với mọi dãy con ở bất kỳ một nút nào đó, mọi cái cây con ấy nó đều là một cái nó đều là max hip hết. Ngược lại bên này thì là ngược lại là a là min hip khi và chỉ khi với mọi nút con, với mọi nút bất kỳ y thì cái nút AI này nó phải gì, nó ngược lại, nó phải nhỏ hơn hoặc bằng giá trị của các nút con trái và phải của y, trái và phải của y. Được chưa? Đó. Thì ta thấy nó có hai cái định nghĩa này, là nó hỏi là nó toàn đương nhau, ngược lại bên này cái dấu này bên này giống lại thôi. Chúng ta chỉ làm việc với một cái max hip thôi, chúng ta sẽ sau đây với minhip chúng ta làm tương tự nó ra nhé. Đấy, thì cái bài toán đã ra gì? Bài toán đã ra là bài toán là như sau, rất quan trọng. Lần trước chúng ta làm rồi, thì mình nhắc lại bài toán rất quan trọng. Cái bài toán là gì sau? Bài toán là cho trước một cái mảng A bất kỳ,
cho trước cái mảng A. Bây giờ cần thiết lập cái mắc ship A, cần thiết lập một cái mắc ship A bằng cách là hoán đổi vị trí bằng các cái phép so sánh và hoán đổi vị trí. Hoán đổi vị trí, được chưa? Đó. Thì cái hôm trước tôi làm rồi, tức là cái toàn bộ cái việc xây dựng cái mắc ship này học và minh hiếp bất kỳ nhé, nó dựa trên một cái thuật toán rất quan trọng, là thuật toán nó gọi là ship down, tức là cái thuật toán rất quan trọng là thuật toán là ship down. Ship down là thuật toán như sau. Thuật toán là giả sử A, toàn bộ cái mảng A là nó là mắc ship rồi, nhưng tại cái phần thử AI thì nó không đúng, vì cái phần thử AI nó nhỏ quá, nó không lớn hơn các phần thử phía dưới, thì chúng ta sẽ phải chuyển xuống dưới sao cho đúng, nó trở thành đúng là mắc ship đó. Thì và ngược lại, nếu mà cái giả sử cái mảng A là mảng đó là min hit rồi, nhưng mà cái phần thử Y nó đã quá lớn, chúng ta là phải chuyển xuống cho đến khi nào nó đúng vị trí thì thôi. Thì cái thao tác đó là thao tác là ship down nhé, rất quan trọng. Cái thao tác này nó rất quan trọng, hôm trước tôi nói rồi. Và cái thao tác này rất hay, là cái thao tác này nó chỉ có cái thời gian chạy, nó chỉ cùng lắm là nó là tương đương với cái độ cao của cái cây nhị phân thôi, hay là nó tương đương với cái thời gian chạy nó là logai n thôi, em với n là chiều dài của cái a. Từ trước tôi nói rồi, cái thao tác cái lệnh ship down là nó như thế này. Tôi lấy ví dụ nhé, chúng ta có một cái mảng mà nó gần như là đúng là gần như là đúng, nó là ấy rồi, gần như đúng nó là mắc ship rồi. Tôi lấy ví dụ nhé, đây 2 này, 9 này, 10 này, 7 này, 6 này, 8 này, 9 này, đấy, đúng không? 5 này, 1 này, 3, được chưa? Như vậy là cái lớn hơn cái này, tất cả đúng hết rồi, trừ cái này là bị sai. Lúc này là nó không phải là mắc ship ở chỗ này, thì lúc này chúng ta phải chuyển xuống. Thì chúng ta dùng lệnh ship down, chúng ta chuyển xuống, ship down. Đấy, chúng ta chuyển xuống thì cách chúng ta như sau. Chúng ta sẽ chuyển xuống, chúng ta sẽ chuyển đổi hoán đổi với cái số nào mà lớn hơn trong hai số, trong hai cái phần tử con là bên trái bên phải. Ví dụ đây chúng ta đây 10 là lớn hơn nhé, chúng ta đổi chỗ đây lên 10 lên đây, và đây xuống 2 ở đây. Sau thứ hai chúng ta đổi chỗ cho hai phần tử này, phần tử để lớn hơn chúng ta đổi chỗ tiếp tục. Đây sẽ là 9, đây sẽ là 2. Thì cái dãy mới này 10 9 này, 19, 9 này, 7, 6, 8, 2, 5, 1, 3 chính là cái dãy mới, nó chính là dãy max hip, được chưa? Và hôm trước tôi nói rồi, cái thuật toán chính là như sau. Cái ship down này là làm chung cho cả max hip và min hip nhé. Thì thuật toán chính là như sau. Cái thuật toán chính là dùng để thiết lập một cái max hip từ cái mảng A cho trước. Thì thuật toán đây, thiết lập cái max hit từ một cái mảng A bất kỳ là như sau nhé. Đây tôi sẽ viết luôn dưới dạng là cái chương trình trên Python nhé. Mình làm một, đây là một cái hàm này, hàm là max hit nhé. A là một cái dãy mà đầu vào là một cái dãy bất kỳ nhé. Thì làm như sau, chúng ta sẽ phải dùng ship down, chúng ta làm từ dưới lên trên. Chúng ta chạy từ cái phần tử mà nút trong cuối cùng là cái nút mà có cái chiều cao là 1, cuối cùng chúng ta đi ngược về lên trên, và tất cả chúng ta ship down xuống nhé. Đây thì là for này, for i này, in range này. Phần tử là phần tử trong cuối cùng, chính là phần tử có cái chỉ số là len A chia 2 và trừ đi 1. Nhưng chết tôi quên số 2 này, mình bị sửa nhé. Đây.
chuyển ngược lên trên đó. Và với mũi in này chúng ta thực hiện cái lệnh shift nào. À đấy, nó có đúng cái lệnh, đúng một cái này thôi, được chưa? Và đó chính là cái em, đây chính là cái em, cái thuật toán rất cơ bản, thuật toán để tạo max shift nhé. Đấy thì hôm trước chúng ta dừng lại đây đúng không? Nhưng mà tôi mất đúng, mà mất đúng nửa tiếng để quay lại cái bài hôm trước nhé. Để các bạn xem một chút. Được rồi. Thì hôm trước tôi dừng lại ở đây và tôi có đưa ra một cái định lý, hay là một cái định lý rất quan trọng nhé. Rất quan trọng là như cái này là rất cơ bản, cái định lý cơ bản sau đây này. Tương tự như vậy đối với min hip nhé, cũng hệt như vậy, vẫn dùng cái hàm shift down này, nhưng mà shift down của max hip khác, shift down của min hip khác nhé. Định lý như sau này. Định lý là cái thuật toán trên, hay là cái hàm, hay là cái thuật toán hàm hay là cái thuật toán thiết lập max shift nhé, từ mảng A nó có độ phức tạp thời gian là tuyến tính, hay gọi là tuyến tính. Đây là cái hàm định lý rất quan trọng nhé. Cái hàm này là cái hàm nó có tính chất là trọng tâm của toàn bộ cái phần liên quan đến hip đấy nhé. Thôi cái này chúng ta cũng nhận nhé. Có lẽ là tôi sẽ cho một cái bài tập về nhà, và tôi sẽ vào nó đó, tôi không có thời gian, tôi sẽ quay lại chứng minh lại này cho ta xem luôn. Đây là cái này nó hoàn toàn là toán học thôi, nó dựa trên bốn cái tính chất mà nội tôi nói đấy. Chuyện của nó là hoàn toàn là toán học mà dựa trên bốn cái tính chất mà tôi đây, bốn cái này này. Cái này tôi viết đây để lúc đó tôi sẽ chứng minh lại cái này cho chúng ta, nhưng mà hôm nay thì chúng ta không có thời gian thì tôi sẽ bỏ qua đây nhé. Thì tương tự như vậy đối với cái hàm là tạo gì, là tạo min hip, được chưa? Rồi thì bây giờ trước khi sang cái mới thì tôi sẽ nói thêm một chút cái ứng dụng ngay của cái max hip và của min hip. Chúng ta sẽ là ngay là ứng dụng nhanh của max hip hoặc là min hip tương tự nhau. Bây giờ tôi sẽ làm với max hip thôi nhé, còn với min hip là làm tương tự. Tức là với max hip chúng ta sẽ áp dụng cái max hip, chúng ta sẽ thực hiện một cái thuật toán quan trọng, thuật toán là sắp xếp dãy số theo thứ tăng dần nhé. Đề bài như sau nhỉ, tôi gọi là sắp xếp đống. Thì như sau này, bài toán như sau nhé, bài toán là bình thường thôi, chúng ta đã học rồi. Bài toán này cho trước dãy A này, hãy sắp xếp. Tất nhiên là bằng cái động tác gì? Bằng cái động tác là so sánh và đổi chỗ thôi. Xếp A theo thứ tự tăng dần. Và nói luôn là chúng ta áp dụng cái này, sử dụng cái max shift, chúng ta sử dụng công nghệ max shift nhé, sử dụng cái max shift. Như vậy tới đây là chúng ta đã biết thêm được một thuật toán nữa là sắp xếp, xếp đống, rất là hay. Đây thì ở trong công trình phổ thông chúng ta thì chúng ta đã học những sau đây, tôi nhắc lại một chút để chúng ta có cái hình dung nhé. Về sắp xếp dãy số thì các cái thuật toán sắp xếp các thuật toán sắp xếp đơn giản thì chúng ta đã được học trong cái chương trình của lớp 11 đấy. Một là sắp xếp chèn này, chúng ta đã học này, đúng nào? Sắp xếp mà chọn đã học, đúng không nào? Và sắp xếp nổi bọt thì đây là những cái lệnh sắp xếp mà rất là đơn giản, và cả ba cái này đều có độ phức tạp thời gian là O lớn N bình phương đó, đây. Được chưa?
thì là tôi ăn đơn giản mà dễ hiểu. Sau đó thì sang đến cái sau đó thì sang đến cái gì? Nhé. Sau đó thì sang đến cái gọi là cái chuyên đề 11 ấy, thì chúng ta đã có cái các cái thuật toán sắp xếp nâng cao hơn nhé. Thì một là sắp xếp chọn, cái này được học ở trong gì, ở trong cái chương trình cái chuyên đề học máy tính của lớp 11 nhé. Thì và trong cái chương trình mà cái chương trình cái lớp học của tôi ấy, từ cái lớp trước ấy, chúng ta học thêm cái là sắp xếp, mà sắp xếp nhanh là quick sort nhé. Đây là merge merge sort và đây là quick sort, rất nhanh nhé. Cả hai cái này đều rất nhanh nhé. Thì với merge sort và quick sort chúng ta có cái thời gian dạy trung bình của nó là o lớn n log n. Riêng với quick sort thì thời gian chạy chậm nhất của nó là o n bình phương, nhưng mà thời gian trung bình của nó vẫn là o n log n, rất nhanh nhé. Thì hai cái này cũng được rất là nhanh luôn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem là như vậy chúng ta sử dụng cái heap, chúng ta làm heap sort thì như thế nào. Xin đơn giản này, thứ nhất chúng ta chú ý, chúng ta nó suy từ rất hay, là nó suy từ cái tính chất là gì, là cái việc tạo ra một cái max heap ấy, nó chỉ là gì, nó chỉ là có theo nó on thôi, rất nhanh. Chúng ta cùng nhau làm cái này nhé. Đây chúng ta cùng nhau vào đây, thì ý tưởng như sau này, ý tưởng là như sau nhé. Bây giờ chúng ta cùng nhau thiết lập rất đơn giản thôi. Ý tưởng của cái ý tưởng của cái heap sort là như thế nào nhé? Heap sort sắp xếp tăng dần, chúng ta sắp xếp tăng dần thì chúng ta dùng max max heap, còn sắp xếp là giảm dần thì chúng ta dùng là min heap. Đấy, chúng ta chú ý thì lại là như sau nhé. Thì cái bước 1 của chúng ta thì đầu vào chúng ta là cái dãy A, thì bước 1 là chúng ta sẽ biến, bước 1 là sẽ biến đổi A trở thành một cái max heap, được chưa? Được rồi. Thì sau khi mà khi biến đổi A thì cái max heap ấy, thì suy ra là cái phân tử A0 của nó sẽ là phân tử maximum, đúng không nào? Chúng ta biết là gì, với cái max heap ấy, cái đống là đống đống cực đại thì phân tử A0 luôn là phân tử maximum đó. Thì cái làm như sau này, chúng ta sẽ làm như sau. Bước bước 2 là chúng ta sẽ hoán đổi, chúng ta sẽ đổi chỗ A0 với gì, với cái phân tử cuối cùng của nó, tức là a n trừ 1, phân tử cuối cùng, được chưa? Thì sau khi biến đổi này, sau bước 2 này thì a0 về cuối, suy ra là phân tử cuối cùng là a n trừ 1 mới đấy, nó là phân tử maximum. Và bây giờ chúng ta sẽ xét, và sau bước này thì chúng ta chỉ xét cái chúng ta sẽ chỉ xét tiếp cái dãy là gì, là a0 mới, a0 a1 cho đến là gì, là a là n trừ 2 thôi, bỏ qua cái phân tử a n trừ 1. N trừ 1 là gì? A n trừ 1 là cái mà đã là phân tử maximum nằm ở dưới cùng rồi. Thì cái dãy này này rất hay, dãy này này, dãy này là dãy như sau này: trừ ra phần tử đầu tiên tôi không biết, còn phần tử thứ hai trở đi này, nó cái phần này nó luôn luôn là max heap rồi, vì là bản thân cái a là max heap, thì cái phần này luôn là max heap rồi. Như vậy ở đây chúng ta chỉ việc là ship down trở về xuống thôi là được. Như vậy là đến cái bước thứ ba là chúng ta ship down cái phần tử không, nhưng mà không phải xuống hết, mà chỉ xuống đến maximum là cái chỗ này thôi. Maximum là n trừ 2 thôi, tức hiệu đây là trên n trừ 2 nhé. Tôi sẽ nói xong. Và cái bước này chúng ta sẽ lặp lại, liên tục. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ viết lại cái ý tưởng thôi. Như vậy là sắp xếp lại, lúc bây giờ sheet down lại thì khi đó thì cái dãy này nó sẽ lại là max heap mới. Chúng ta lại đổi chỗ. Được chưa? Đó, thì chúng ta làm như thế nhé. Hình như sau này.
Đây thì chúng ta làm như sau nhé, thì cái game cái gọi là game cái thuật toán là làm gọi là gì nhỉ? Là sắp xếp đống như sau nhé, tôi viết lại để tôi xem lại cái thuật toán chính là như này, nó rất đơn giản thôi. Đây tôi từ một chút tôi xem lại thì như thế nào nhé. Đây tôi một chút thôi để tôi viết lại viết lại cái thuật toán, viết lại viết lại chính cái đoạn chương trình đây. Bây giờ mà như vậy là với cái thuật toán mà sắp xếp đống ấy thì chúng ta sẽ phải sửa, chúng ta phải sửa lại một chút, phải sửa lại cái hàm hàm sheet down một tí thôi, không có gì là nhiều. Sheet down thì không phải là a y nữa mà thêm một cái động từ, thêm cái last vào đây. Last là cái chỉ số cuối cùng mà có thể có thì nó thay đó, thì cái hàm này chúng ta sửa một chút là được thôi. Thì cái hàm này nhớ lại một chút cái hàm này nhé, cái hàm này chúng ta tôi viết lại cái hàm này một tí cho chúng ta hình dung nhé. Với cái hàm này thì như sau này, chúng ta sẽ ship down cái phần thử y này xuống, nhưng mà xuống maximum đấy là đi phần thử lại thôi, không chúng ta không không xuống quá được chưa. Đây thì tôi viết lại cái hàm này như này nhé, tôi viết lại cái hàm này ngay bây giờ đơn giản như sau nhé. Đây viết nhanh thì không có gì nhé. Đây tôi viết lại cái hàm này, def này sheet này nào, cái hàm mà để xây dựng cái max ship không thì cần AI thôi, và mặc định là nó sẽ xuống phần tử cuối cùng của A, nhưng đây tôi hạn chế xuống phần tử có chỉ số là last đấy, được chưa. Nó thêm tí kẹo thôi. Thì làm như sau, cái bài này là tôi viết lại như sau này, chúng ta viết lại là đặt lại là KQ bằng KQ bằng true nhé. Đây, và chúng ta là while. Đây viết lại thôi, chúng ta viết lại chính cái hàm hàm đó, nhưng mà cái last chúng ta không tính bên ngoài, chúng ta đưa nó vào trong cái hàm thôi nhé. Thì ta có này, đây là L này bằng left này, y này và R bằng y này, y này, và đặt cái chỉ số mà sẽ đổi chỉ số một cái phần tử lớn nhất ở bên dưới đấy chính là bằng y đấy. Và chúng ta kiểm tra là if này một tí thôi, không có gì nhé, chúng ta để đấy. If nhé, if mà L mà nhỏ hơn hoặc bằng last này, biết là cái last này nhé, đó em AI mà lớn hơn AL thì đặt cái in x, bằng L. Tiếp theo là if R nhỏ hơn hoặc bằng last em A của IDX gì nhé, để cho này chứ IDX đó lớn hơn AL thì đặt là in DX bằng R đấy. Vậy chúng ta đặt là KQ bằng in DX khác y, và if nó khác thật, if KQ khác thì chúng ta đổi chỗ để viết nhanh nhé. X đổi chỗ DX AI và đặt tiếp y bằng index để quay lại vòng lặp đấy, quay lại vòng lặp này này, không có khác có gì, chỉ khác cái phần kia là chúng ta đưa cái phần từ lát này vào bên trong của cái hàm thôi. Còn trong cái hàm kia và hàm trước đó phần trên đấy thì chúng ta đặt là chúng ta thì khi cho nên cái last này là nó chính là bằng cái chiều dài với cái phần tử cuối cùng của A nhé. Đó thì đây là với ship down của cái max ship nhé. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ áp dụng cái này vào trong cái phần chính như sau. Để sau đây chúng ta sẽ mô tả cái thuật toán sắp xếp heap hay là cái thuật toán sắp xếp tăng dần nhé. Thuật toán này ký hiệu là gì? Ký hiệu là
Max, xin lỗi là hip shot, hip shot, à, được chưa? Thì làm như sau này, đầu tiên chúng ta thiết lập A trở thành max hip trước, gọi là cái lệnh này này, đây là cái lệnh mà làm cho cái max hip nhé. Sau đó chúng ta sẽ chúng ta sẽ đi ngược từ cuối lên trên nhé. Chúng ta sẽ for i in range từ phần tử cuối lên phần tử gần đầu của A, từ phần tử cuối là gì, là len A trừ 1 trở về phần tử 1 và trừ 1, không cần đến phần quay ngược trở lại cho đến phần tử cái chỉ số là 1. Và chúng ta dùng lại là shift nào. Xin lỗi, ở đây chúng ta có thêm lệnh nữa, đây là chúng ta đặt là cái không cần chúng ta đổi chỗ nhé, đổi chỗ đây chúng ta. Đây sửa đi, chúng ta đổi chỗ nhé, đây đổi chỗ là gì, là A không với AI bằng AI A không, lần lượt đổi chỗ mà chúng ta dùng shift down là từ 0 xuống y trừ 1. Đấy, đây chính là cái thuật toán là hip shop nhé, là chú ý nhé. Được chưa? Rồi, thì chúng ta cùng nhau phân tích một tí này. Cái chỗ này này, cái chỗ này là cái chỗ chúng ta nhớ là chỉ cần là o n thời gian. Cái lệnh for này là chúng ta đi là đúng n lần, nó có n cái bước. Cái lệnh này là nó chỉ có là loga n bước là hết thôi nhé, loga n bước là maximum thôi. Vậy tổng hợp lại cái là nhân với nhau n n loga n, vậy suy ra là gì, sẽ cái thời gian chạy chung của chương trình sẽ là o lớn của n loga n, rất nhanh nhé. Như vậy là cái thuật toán này nó sắp hip shot này sử dụng là max hip này, là nó có thời gian chạy là o lớn n log n, như vậy nó sấp xỉ với cái thuật toán là quick sort và hip sort và merge sort, tức là sắp xếp trộn, sắp xếp và sắp xếp nhanh, nó rất là nhanh, các bạn có thể thử lại nhé. Rồi thì như vậy tới đây là kết thúc cái phần vẫn là phần hôm trước, vì tôi sẽ sang cái bài hôm nay nhé. Bài này là cái bài thật là cái bài rất quan trọng nhé. Rồi, nhưng mà chúng ta xem là vừa mới làm quen với một loạt những cái tính chất rất quan trọng của cái khái niệm là vun đống. Bây giờ chúng ta sẽ quay sang khái niệm là hàng đợi ưu tiên nhé. Thế cụ thể hơn là cái hàng đợi min và hàng đợi max. Tôi gọi kiểu là max, max Q hay là min Q. Hay người ta viết nhanh là gì? Là cái hàng ưu tiên nó là ví dụ như là max, maximum. Thì anh nên là priority queue. Đấy. Hoặc là minimum priority queue. Đấy. Được chưa? Thì cái này là cái gì? Cái này là một cấu trúc dữ liệu tổng quát nhé. Nó giống như là ngăn xếp và hàng đợi. Nó làm cái túi, mà nó là đối với người dùng thì nó là gì? Nó là một túi đen. Mà chúng ta có một chỉ một đầu vào, chỉ một đầu vào và một đầu ra. Đấy, một đầu ra. Được chưa? Đấy, đưa vào và đưa ra. Thì cái đưa ra này nó thỏa mãn một trong hai loại. Nó đưa ra là phần tử lớn nhất ở trong dãy này, và hai là phần tử nhỏ nhất. Nếu mà lớn nhất thì nó gọi là max Q. Nếu mà cái đầu ra của nó là phần tử lớn nhất. Còn đầu ra của nó là phần tử nhỏ nhất thì nó gọi là min Q. Được chưa? Vậy hai lệnh là đưa vào đưa ra là hai lệnh chính nhất. Được rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thiết lập cái gọi là cái mô hình lý thuyết là nó gồm có cái gì. Thì tôi sẽ ghi ở đây nhé, bây giờ tôi sẽ copy thôi, tôi copy cho các bạn
cái yêu cầu của một cái này để các bạn xem nhé. Đây tôi sẽ copy cho các bạn xem cái này của cái này là không copy được. Đợi tôi một chút nhé. Tôi sẽ phải đây và tôi sẽ viết tay vậy. Vì sao như vậy là vì giống như là gì, giống như là đối với đợi tôi một chút, tôi tìm ra cái vị trí nhé. Đây giống như là đối với cho tính lại đối với xếp hàng đợi thì nó có một số những cái thao tác cơ bản hay là cái mùi chút nó phải có nhé. Thì đây là các cái tôi sẽ mô tả, đây là các cái thao tác hay là các cái hàm, các cái thao tác cơ bản, các cái thao tác cơ bản trên trên max Q nhé, hàng đợi max, hàng đợi ưu tiên max cực đại nhé. Còn đối với trên min Q nó là hoàn toàn tương tự, được chưa? Bây giờ tôi kia đây tất cả nó có 5-6 cái hàm rất rất quan trọng đây nhé. Thì bây giờ tôi xin mô tả tỉ mỉ những cái hàm đó và lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau thiết lập cái, những cái hàm đó nhé. Hàm thứ nhất chính là cái hàm có tên là những cái hàm thứ nhất là cái hàm nó có tên là max Q. Max Q hàm này là hàm gì? Hàm này là trả về một cái hàm đợi rỗng, một cái hàm đợi rỗng giống như cái lệnh là lệnh Q, đây là max Q thôi nhé. Hàm thứ hai, cái hàm rất quan trọng, hàm thứ hai là hàm là bin bin max Q. Cái hàm này là đầu vào của nó là một cái dãy, một cái mảng A. Cái này là trả về hay là thiết lập trả về cái max Q từ từ cái mảng A. Đấy. Được chưa? Đó là cái hàm thứ hai. Cái hàm thứ ba là hàm mà đưa vào, tôi kêu nó đơn giản là insert. Insert gì? Insert là đưa một phần tử x gì vào cái hàng đợi Q, vào cái max Q. Đưa phần tử x vào hàng đợi Q. Được chưa? Rồi, biệt lệnh lấy ra. Lấy ra thì sao? Lấy ra thì nó không, nó dùng cái từ là gì? Nó dùng là lấy ra và xóa đi phần tử max, thì tôi kiểu cái này là extract. Extract max, được chưa? Max Q là nó lấy ra xóa nhé. Và xóa và trả về cái phần tử maximum của Q. Đây chính là cái, đây là lệnh mà lệnh 3 lệnh đưa vào, lệnh 4 lệnh đưa ra đấy. Kiểu là extract max nhé, extract max. Đây là cái hàm, được cái hàm cơ bản. Đó là cái hàm mà chúng ta nhìn thấy bên ngoài, từ bên trong nó chứ không biết được cái gì cả. Bên ngoài nó là có chút liệu, nó làm cái hàm như vậy thôi. Được rồi. Hàm thứ 5. Thì cái hàm thứ 5 này là cái hàm mà nó có đặt tên nó là max maximum Q. Là nó trả về phần tử maximum Q nhưng nó không xóa đi, trả về phần tử max của Q nhưng không xóa nhé, được chưa? Nên cái hàm này giống như cái hàm top hay là hàm fran đấy, hàm fran Q đấy. Cái hàm extract này là chính là cái hàm giống hàm pop hay là hàm đề Q. Hàm insert là chính là hàm là unqueue đó, đây giống là unqueue, đây là extract max là hàm đề Q của hàm đợi. Còn maximum là cái hàm là lấy về, nó gọi là cái hàm lấy về cái phần tử đầu, làm là từ đường cái hàm là cái hàm front của Q. Một cái hàm nữa là cái hàm thứ 6 là hàm kiểm tra xem là nó có dỗi không, nó là is Q empty, kiểm tra Q rỗng hay là không, được chưa? Hàm thứ 7 hàm là hàm len Q là trả về gì? Trả về độ dài số phần tử của Q.
Và hàm cuối cùng rất quan trọng. Hàm cuối cùng là hàm như sau. Hàm cuối cùng là cái hàm mà thực tế phải dùng đến, là cái hàm có tên là lại là increase key. Là hàm như sau. Hàm nó tăng giá trị là v, v là một giá trị của cái hàng đại quy và cần tăng lên tới giá trị là k, giá trị là key. Đấy, tăng tăng cái giá trị v lên k lên key. Em này. Sau này chúng ta sẽ hình dung được. Nhưng mà ở đây là nó có 8 cái hàm, là hàm nó đông đa làm 8 cái hàm thao tác cơ bản đối với max q. Tương tự như vậy đối với min q, chúng ta chỉ sửa lại, đây là sửa lại cho max thành min này. Sửa lại cái max này thành min này. Đấy, sửa lại exact max thành exact min này. Sửa lại cái maximum thành minimum này. Đấy, có các cái này là sửa lại cái chỗ increase key là decrease là giảm, là tăng giá, tạm giảm giá trị v xuống key nhé. Vậy yêu cầu như sau này, yêu cầu là cái hàm tạo về tạo trở về một cái hàng rỗng, hàm này yêu cầu nó phải là có thời gian chạy là hằng số 0,1. Yêu cầu là tìm cái mảng A bất kỳ mà tạo ra một cái max q, nó phải có cái độ dài, có nó phải có cái gì, phải có cái độ phức tạp thời gian chỉ là tương tính với n thôi. Được chưa? Cái hàm mà đưa dữ liệu vào, đưa phân tử x và q, yêu cầu của nó là nó phải có cái trục độ dài, cái thời gian chạy nó là cùng lắm là loga của n thôi. Hàm extract max của nó cũng là chỉ là o loga n. Loga n. Cái hàm lấy maximum này thì nó kiểu nó phải, yêu cầu nó phải là o 1. Xq rỗng này nó là o 1. Len q nó là o 1. Và cái hàm mà increase key này nó cũng yêu cầu của nó là phải là log n thôi. Đấy. Thì được như vậy chúng ta thấy nó là cái tương tự như vậy chúng ta làm với ấy nhé, chúng ta làm với min, thì tôi viết lại cái biên nhé. Rồi thì chúng ta nhớ tám cái thôi, trong trong những cái này thì những cái hàm như là so với cái nữa ta làm thì chúng ta làm gần hết rồi nhé. Nhưng mà bây giờ tôi nói lại đi thôi. Được rồi, thì bây giờ tôi sẽ viết lại. Bây giờ như này nhé, bây giờ tôi để thiết lập ấy, để hay để cài đặt, để thiết lập hay cài đặt một cái max q nhé, hay được ưu tiên q đấy, hoặc là min q. Thì chúng ta có nhiều cách làm nhé. Có nhiều cách làm nhé. Ví dụ như này nhé. Cách 1 là chúng ta, cách 1 đơn giản là chúng ta lấy cái hàm Q là một, là chính là bằng cái mảng A bình thường thôi. Đầu vào đó là A, đầu ra chính là A thôi. Đặt nó làm cái mảng đồng nhất Q với một cái mảng A. Cho đơn giản. Được chưa? Cách thứ hai là chúng ta sắp xếp đầu vào là A, chúng ta sắp xếp A tăng dần, sắp xếp A giảm dần, tăng dần đi, thôi tăng dần đi nhé, xin lỗi, chỗ này nó không quan trọng, sắp xếp A tăng dần đi, sắp xếp A tăng dần. Và sau đó đặt q bằng a. Nhưng mà cách một là gì? Chúng ta đồng nhất là q với cái mảng a gốc ban đầu. Còn cách hai là chúng ta cứ sắp xếp a tăng dần, sau đó chúng ta đặt đó chính là cái max q. Còn cách thứ ba là chúng ta là thiết lập a chính là cái q, chính là cái bằng chính là cái, là cái, là cái max hip, max hip của a. Đấy nhé. Cách một là rất đơn giản, nhưng mà cho thấy là nó sẽ không thỏa mãn các cái tiền đề trên, không thỏa mãn những cái điều này. Đấy. Cách một là rất hay, đơn giản nhẹ nhàng, nhưng mà không thỏa mãn, không đạt. Cách hai nhanh hơn một chút, phức tạp hơn một chút, nhưng cũng không đạt nhé. Nhưng cách thứ ba là cách chúng ta vừa làm, dùng sử dụng max hip thì đạt yêu cầu. Cách thứ ba là cách tối ưu nhất nhé, đạt yêu cầu.
Đấy, thì bây giờ tôi chúng ta sẽ cùng nhau thiết kế làm nhanh những cái hàm này để chúng ta hình dung nhé. Được chưa? Như vậy là chúng ta thiết lập thiết lập lại tất cả những cái hàm này. Nhưng mà đối với sử dụng cái công cái kỹ thuật là max heap nhé. Như vậy là cái max queue thì chúng ta dùng max heap, với min queue chúng ta dùng min heap. Thì đó là cái cách làm chuẩn nhất. Đấy, thì được chưa? Và luôn này, trên thực tế nó có rất nhiều cách khác nữa để chúng ta thiết lập cái max queue và max heap, không phải chỉ phải dùng là max heap đâu. Như max heap là hay là min heap là cách sử dụng, cách thiết lập mà hàm lượng ưu tiên là đơn giản nhất mà cũng rất là chuẩn nhất. Được chưa? Được rồi, thì chúng ta sẽ cùng nhau thiết kế nhanh nhé. Thiết kế nhanh cái này. Được chưa? Được. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thiết kế nào. Nhanh mà tôi sẽ vừa thiết kế và tôi sẽ vừa trình bày luôn các bạn các thuật toán tương ứng để chúng ta sẽ chứng minh luôn nhé. Được rồi, chúng ta sẽ thiết kế cái max queue hay là cái hàng lượng ưu tiên cực đại. Được chưa? Đấy. Chúng ta sẽ thiết lập một loạt những cái hàm này nhé. Những cái hàm này này. Đấy, chúng ta thiết lập 8 cái hàm nhé. Nôm na đây là nôm na những cái quy này, tất cả cái quy này đều là gì, nó đều chính là các cái max heap đấy, xuất phát từ A. Đây là max heap này, max heap, max heap, max heap, max heap, ở đây là max heap. Được chưa? Thì trong cái hàm này thì tất cả các hàm từ 1 đến 7 là rất là dễ, riêng hàm 8 rất khó. Thì hàm 8 tôi sẽ cho dưới dạng bài tập. Hôm nay tôi sẽ giải cái bài tập mà cái tôi sẽ đưa giải cái bài toán 8 ấy ở cái mức độ là dễ đấy, cái mức là đơn giản. Còn sang đến cái cho bài tập về nhà để các bạn sẽ làm và hôm sau tôi sẽ chữa đấy. Tôi nói luôn là sau cái buổi hôm nay thì chúng ta sẽ tạm thời chúng ta không học lý thuyết một thời gian. Tôi sẽ quay lại tôi chữa tất cả các cái bài tập, chữa tất cả các bài tập từ đầu đến giờ trong 1-2 buổi, sau chúng ta sẽ làm tiếp để đến cái phần sau. Được chưa? Bây giờ tôi sẽ bắt đầu tôi thiết lập ngay bây giờ nhé. Nhưng mà chúng ta biết bây giờ chúng ta sẽ thiết lập max queue. Đây được kiểm tra này, chúng ta phải có thêm một số trang nữa cho nó đủ trang để chúng ta hình dung nhé. Rồi, được chưa? Rồi ta làm này, tôi viết luôn, tôi sẽ viết luôn trên trên giấy để cho chúng ta tôi vừa trình bày luôn, tôi vừa cho chúng ta sẽ hình dung thôi nhé. Và chúng ta sẽ viết vừa trình bày luôn trên các cái bảng hàm trên Python luôn nhé, cho nó dễ nhé. Như vậy là gì? Cái max queue đây chính là một cái max heap, nó chính là một cái nôm na nó là một cái đống, nó chính là một cái mảng thôi, nhưng mà nó được sắp xếp một cái đống và chúng ta nó tương đương một cái cây nhị phân hoàn chỉnh. Được chưa? Đấy. Bắt đầu nhé, cái lệnh đầu tiên này Việt Nam ta viết luôn nhân tốc nhanh thôi. Lệnh đầu tiên là cái lệnh là tạo ra một cái hàm lượng rỗng Q như thế này. Được chưa? Thì cái hàm này là cái hàm này chúng ta chỉ việc return một cái dãy rỗng cái này thôi. Đó, rất đơn giản. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ tiếp theo tôi sẽ làm lệnh thứ hai, lại rất đơn giản là cái lệnh length. Lệnh này dễ nhất, tôi làm trước nhé. Length của queue. Đấy. Thì cái hàm này là chúng ta return cái length của queue thôi. Vì queue nó là một cái mảng, là một cái list ở trong cái Python, thì là nó có sẵn cái hàm length này rồi, chỉ cần trả về cái length thôi. Được chưa? Vì chúng ta nhớ là cái trong trường này thì cái hàm lượng ưu tiên này nó chính là gì? Cái max queue này nó chính là một cái mảng thôi. Nhưng mà đặc biệt nó cái mảng mà không phải mảng bình thường, mà là cái mảng đóng vai trò là một cái max heap nhé. Rồi, nhưng mà hai cái này là dễ này. Vì tôi làm luôn cái hàm thứ ba cũng dễ nhé. Ba hàm đầu làm dễ trước nhé. Là cái hàm mà def của là is queue empty queue. Đây. Những cái hàm này nó là cái thao tác tổng quát, nó như là một cái cổng ra vào, chúng ta chỉ biết đầu vào là như vậy thôi. Còn chúng ta bên trong nó là một cái túi đen nhé. Thì hàm này trả về nó rỗng, chỉ khi là quy nó là rỗng thôi. Nó là chúng ta return của cái hàm len quy
không to chú ý nhé, cái hàm này đây là không một thời gian thấy ngay đúng không, cái hàm thứ hai này trả về len, cái hàm len của trong cái hàm len ở trong trong Python nó là o lớn một, cái hàm thứ ba này chỉ là một cái bức thức logic thôi thì nó là o một, như vậy là ba cái hàm này là chuẩn nhé, ba cái hàm này là đúng theo nó là đúng theo yêu cầu. Bây giờ chúng ta làm tiếp tục cái phần thứ ba là chúng ta tạo ra một cái max q từ một cái dãy A, từ một cái dãy A cho trước và trả về cái, tôi sẽ làm cái lệnh là gì, đầu vào đây def của dùng cái hàm là bins max q, đầu vào là một cái mảng A bất kỳ, đầu ra là chính là cái max q q, và tôi muốn là A không thay đổi, cái A nó không thay đổi trong quá trình thực hiện việc này. Thế làm như sau nhé, đây tôi em tôi đặt q là bằng, tôi copy cái dữ liệu của A này vào, tôi viết là A copy cho chúng ta, đây nhớ là cái lệnh copy này này thì nó copy từ A sang q, nhưng mà A q là hai cái đối tượng khác nhau, cho nên sau đó q thay đổi, A không thay đổi theo A, q với A là hai đối tượng khác nhau, có cùng dữ liệu, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta làm tiếp tục như sau này, chúng ta sẽ làm như sau, tôi đặt là m bằng len của q nhé, và tôi đặt như sau, for e in range của m trừ một, đây là cái phần tử lá đầu tiên này, sau đó là trừ một này. Đây là chính lệnh tạo max ship đấy nha, chúng ta nhớ lại, chúng ta dùng lệnh là ship down, biết rồi đúng không, ship down và q y đấy, mà sau cùng chúng ta return q, chúng ta trả về cái q này đấy. Còn A không thay đổi nhé, A đã copy sang q rồi thì A không thay đổi, được chưa? Nhưng đây chính là cái lệnh là tạo max q từ A đấy, và cái lệnh chúng ta biết rồi có thể ăn chặn on đấy, rất quan trọng đấy, được chưa? Đó là cái hàm thứ hai. Bây giờ chúng ta sang cái hàm thứ ba, cái hàm này nó bị, đợi tôi một chút, nó bị cái hóng đây này đấy. Đấy, xong đây nhé. Hàm thứ tư là hàm lấy ra và xóa đi phần tử max của q. Phần tử max của q, vì q là nó là max hết, phần tử max của q chính là giá trị đầu tiên, chính là q q không đấy, nhưng mà cho chúng ta phải xóa đi. Thì làm như thế nào? Làm như sau nhé. Cái lệnh tiếp theo là cái lệnh chúng ta thiết lập cái lệnh là extract max, lấy ra phần tử max của q, xóa đi. Thì q nó làm đây, là q nó làm một cái đây, q nhé, q nó làm một cái max hit như thế này, được chưa? Đây chính là phần tử max, đây chính là q không đây. Làm như sau này, muốn như vậy thì chúng ta cần phải lấy cái này ra nhé. Đấy, nhưng mà cái chỗ này là giữ nguyên của nó nhé. Thế làm như nào bây giờ? Giả sử đây là phần tử last này, đây chính là phần tử last của nó nhé. Thế làm như nào đây? Thế là như sau này, chúng ta sẽ lấy cái này ra này, được chưa? Sau đó chúng ta chuyển phần tử cuối này, chúng ta đưa lên đầu. Đấy, đưa lên đầu. Thì khi đó thì cái phần tử này nó có thể là chính là cái phần tử gì? Nó chính là cái phần tử mà nó phá vỡ cái tính là max hit. Còn lại phần này nó vẫn là max hit bình thường. Do đó chúng ta chỉ việc trùng lệnh ship down xuống là xong. Đấy, như vậy chúng ta làm như sau nhé. Đây. Lệnh này rất đơn giản như vậy thôi. Rồi, chúng ta mô tả. Là dựa vào thứ nhất như sau. Đây. Với cái hàm này làm như thế này. Đây là tôi một chút nhân tích lại cái hàm nhé, đây cái hàm là cái vịnh này, đây cái hàm là def này, def extract max
quy 2 chấm. Được chưa? Rồi, em như sau này, chúng ta kiểm tra nó phải nó nếu mà nó rỗng thì thôi nhé, if is q empty. Giống như ta làm tôi nhớ lại cái hàm là cái làm tương tự nhưng đối với hàm đợi và ngăn xếp ấy. Nếu như này thì chúng ta sẽ raise runtime error là hàm đợi rỗng giống như chúng ta làm từ trước, hàm đợi rỗng. Được chưa? Còn else nếu mà là không rỗng thì chúng ta mới làm như sau này. Chúng ta nếu rỗng chúng ta lấy ra, chúng ta đặt cái hàm lấy phần thưởng mắc bất kỳ nhé, mắc viết hoa nhé, đừng viết thường. Mắc là chúng ta lấy chính là q0. Được chưa? Đấy, là q0. Rồi sau đó chúng ta sẽ như sau, chúng ta xóa đi phần thưởng cuối cùng của q, chúng ta đưa lên đầu. Chúng ta đặt là q0 bằng xóa đi phần thưởng cuối của phần thưởng cuối của dãy đưa đầu chính là đây cho dùng chúng ta q pop. Đây. Đó. Thao tác này nhé. Q pop là chúng ta nhớ là q pop là cái lệnh là xóa đi và trả lại phần thưởng cuối của một dãy số trong Python và chúng ta trả về không. Đây chính là cái lệnh là đưa phần thưởng cuối này lên đầu của q. Lệnh này chúng ta nhớ cái lệnh này, lệnh pop là chỉ là không một thời gian đấy nhé. Đó. Sau đó gì? Sau đó chúng ta sẽ ship down q không. Được chưa? Và cuối cùng đây chúng ta return bài trường hợp chúng ta là trả về phần thưởng mắc mà. Đấy. Được chưa nào? Thì cái thời gian này này, cái chỗ này này là mất không một thời gian. Cái chỗ này này là mất không một thời gian, cái chỗ này này là mất là log n là thời gian, chúng ta nhớ lại nhé. Đấy. Như vậy tổng hợp lại cái phần này là chỉ là log n là thời gian thôi. Đấy. Thảo mạn đi qua độ bài nhé. Đấy. Lấy ra phần tử maximum, nó là phần tử, nó là một cái max hit. Được chưa? Đấy. Thì như vậy chúng ta làm cái đó nhé. Được rồi. Bây giờ tiếp theo chúng ta làm cái hàm nữa là cái hàm mà lấy ra phần tử trả về phần tử maximum của q mà không mấy mà không xóa nhé. Đây cái hàm tiếp theo là cái hàm như này, hàm def maximum của q. Đây. Hàm này như sau này, chúng ta có như kiểm tra chúng ta là if is q empty. Nếu như là rỗng thì chúng ta sẽ raise the runtime error nhé, runtime error hàng đợi rỗng. Đấy. Còn ngược lại thì chúng ta sẽ ấy thôi, chúng ta sẽ return là q0 thôi, không xóa đi phần q0, không xóa đi mà lệnh này rõ ràng là thấy rõ ràng nó là một thời gian, nó có một cái mà return q0 là thôi. Được chưa? Rồi thế bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp tục một lệnh rất quan trọng nữa là cái lệnh là chèn phần tử vào. Được chưa? Lệnh chèn phần tử vào, lệnh này, lệnh nó là insert qx. Đấy. Chèn vào cuối, chèn vào, nhưng mà khi chèn vào thì q nó vẫn phải làm một cái min q. Được chưa? Đấy thì cái hàm này là chúng ta cách làm như sau, chúng ta sẽ phải dùng một cái hàm nó ngược lại chúng ta sẽ phải sử dụng một cái mỗi hàm này chúng ta phải dùng một số những cái hàm khác sau đây này, rất quan trọng này. Cái hàm khác là cái hàm mà chúng ta phải làm thêm một cái đầu thao tác nữa là thao tác là ngược lại so với shutdown, là chúng ta cần cái thao tác nữa, nó gọi là thao tác như ngược lại với shutdown, gọi là thao tác nó là shift up nhé. Yeah. Shift up
quy y. Thế là ship down, ship down nếu mà cái phần tử thứ y, phần tử thứ y đấy của quy này nó là phá vỡ cái tính max, là nó nhỏ hơn phần tử ở dưới thì chúng ta sẽ phải đưa xuống. Còn ngược lại, nếu phần tử đó mà lớn hơn phần tử ở trên, cha chúng ta phải đi ngược lên trên. Nên nó phá vỡ theo kiểu ngược lại, chúng ta phải đưa lên. Như vậy là ship up là cái thao tác là đưa lên. Khi nào đưa lên dừng thì thôi. Thì đây là cái rất quan trọng nhé, là thao tác ship up là ngược lại so với ship down, thì cách làm đơn giản như sau này. Như vậy là ở trong một cái ở trong một cái max heap bất kỳ nhé, một cái max heap bất kỳ đây. Nếu tất cả đúng hết rồi, trừ một vị trí, vị trí này bị sai. Thì nếu vị trí này mà nó quá nhỏ thì chúng ta sẽ phải nó nhỏ quá thì nó sẽ gọi là nó gì? Nó nhỏ hơn nó không đủ lớn ấy thì chúng ta sẽ phải đưa xuống, còn lớn quá chúng ta sẽ phải đưa lên. Như vậy phá vỡ, một phần tử phá vỡ nó có hai cách, một là đưa xuống là ship down, đưa lên thì là ship up, được chưa? Đấy. Tức là nếu mà nó là quá nhỏ chúng ta đưa xuống, quá lớn chúng ta sẽ đưa lên. Đấy. Được chưa? Thì như vậy chúng ta biết mô tả cái thao tác ship up như sau. Những ship up là nó giống hệt như ship down ngược lại thôi, mà ship down nó phức tạp hơn, còn ship up nó dễ lắm. Thì như sau đây, biết mô tả cái lệnh là gì, cái lệnh là ship up nhé. Ship up quy là một cái max heap rồi nhé. Đó, phần tử thứ y này là nó bị phá vỡ, là nó quá lớn thì chúng ta sẽ phải nâng cái phần tử quy lên. Thế cái làm như sau nhé. Đây, chúng ta đặt là k bằng y và chúng ta kiểm tra chừng nào mà oi k còn lớn hơn không, n là cái quy k đấy, lớn quá, quy k nó vẫn lớn hơn cả quy của parent đấy, parent k đấy, thì chúng ta sẽ đặt g bằng parent k và chúng ta đổi chỗ là quy, đổi chỗ lên trên đấy, quy g quy k bằng quy k, chúng ta đưa lên quy k và quy g đấy. Sau đó chúng ta đặt k bằng g và cứ như vậy ta đổi chỗ, cái nào không lên nữa thôi, dừng lại đó. Thì cái ship down nó chỉ lên theo từng cái lên theo lên ngọn hoặc xuống dưới thì nó vẫn là có cái thời gian chạy, nó là o lớn của log n. Được chưa? Đó là cái ship up nhé, nó đơn giản thôi. Bây giờ chúng ta sẽ dùng ship này, chúng ta thiết lập cái một cái hàm sau đây nhé. Cái hàm này là hàm để chúng ta sử dụng cho cái nó bị sao, nó cứ bị đây nhé, nó vướng vào đây, được chưa? Nên còn dài lắm rồi. Bây giờ tôi sẽ làm thêm một cái lệnh nữa rất quan trọng này. Lệnh này là như sau. Cái lệnh này là tôi thay đổi, tăng một cái tôi giả sử tôi cần cho trước một cái cho trước một cái max ship q và một chỉ số y. Bây giờ tôi muốn là cái giá trị q y này tôi tăng nó lên một giá trị q nào đó thì tôi sẽ phải là gì, tôi dùng lại ship up tôi đưa lên. Đây là cái lệnh nào, lệnh nó có nghĩa sau, những lệnh này tôi viết lại là cái lệnh này nó là increase đấy, tăng lên đấy, increase. Nhưng mà tôi viết thêm lần nữa là by index, right, index. Nhưng mà tăng lên theo chỉ số thôi, theo chỉ số tức là q này, y này, k, tức là gì, tức là cái phần tử q y này tăng lên là k, đấy. Được chưa? Nhưng mà ở đây vì có chữ by index là như nôm na là y là một cái chỉ số, nhưng chứ phải là giá trị, y là chỉ số thì dễ, được chưa? Rồi cái là như sau nhé. Cái làm mà ý bài này là tăng cái quy lên giá trị mới là kỳ đấy, làm như sau này. Chúng ta kiểm tra đấy, mà ít mà quy y mà không tăng lên ấy, quy y mà nó
lớn hơn ki thì không đúng, thì chúng ta phải loại ra, nó phải nhỏ hơn ki mới được nhé, lớn hơn bằng ki thì không được. Thì là như sau, chúng ta raise runtime error, để tự động lên không nhỏ, raise runtime error nhé, là gì, là ki nhỏ hơn giá trị cần thay thế, không được, còn phải tăng lên cơ, cần thay thế nhỏ hơn không được nhé. Đó. Đây là increase là tăng lên đấy nhé, để ki mà lớn cái qi thì mới được, được chưa? Thì cái làm như sau, chúng ta đặt là qi bằng ki thôi, qi bằng đặt nó bằng giá trị mới, sau chúng ta tăng lên, chúng ta dùng là ship up qi đó. Cái lệnh này thấy rất dễ dàng là cái dòng này là mất om một thời gian, dòng này là o là log thời gian, chứ cái hàm này nó sẽ là o lớn của log n thời gian đấy, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ sang cái lệnh quan trọng nhất là cái lệnh là chèn một phần tử đây, lệnh này nhé, xuống cái này, lệnh cái hàm quan trọng nhất, một trong những hàm quan trọng nhất là cái hàm mà như sau đây. Cái hàm là gì, là insert cho trước một cái max q và phần tử x đấy, mà sau đó chúng ta sẽ đưa cái x này vào q nhé. Thì cái làm như sau này nhé, rất đơn giản như này nhé, chúng ta chú ý nhé, cái này rất đơn giản như sau này. Bây giờ chúng ta sẽ chúng ta đặt last, ký hiệu chúng ta đặt last bằng là cái phần tử cuối cùng nhé, phần tử cuối cùng của q, tức là length q. Cái last này chỉ là chỉ số của phần tử cuối của q khi mà đã được mở rộng ra, khi mở thêm x vào. Rồi sau đó chúng ta sẽ append một cái phần tử rất lớn, phần tử rất là nhỏ, là trừ vô cùng, tôi biết là trừ vô cùng nhé. Đó, trừ vô cùng này là trong ở trong cái trừ vô cùng này là ở trong Python biết là chính là cái hàm là float mở nháy là trừ in f như này đó, biết cho nó dễ hiểu nhé, được chưa? Rồi và sau đó thì tôi sẽ dùng cái hàm là increase my, hàm bao giờ đấy, hàm my index nhé, của q tại cái vị trí là cuối cùng là last là chỉ số cùng mà chứa cái phần tử trừ vô cùng này, và tôi thay đổi nó bằng phần tử x gì đó. Thì đây chính là cái hàm là chèn phần tử x gì vào q. Cái làm là lại như sau nhé, chúng ta chèn vào phần cuối của q một cái phần tử giá trị là nhỏ nhất, nhưng mà x thì luôn luôn là phần tử là q last nhé, lớn hơn phần tử nhỏ nhất này, và tôi tăng lên thôi, được chưa? Đó, đây cái làm là như thế nhé. Đây lại cho các bạn một tí, cái lệnh là như hàm là như sau này, tôi cho trước một cái dãy được rồi, một cái đây nhé. Tại sao tôi sẽ thêm lên một cái lệnh, đây là trừ vô cùng, và thêm lên một cái, và sau tôi sẽ thay đổi cái hàm này bằng thay đổi bằng x gì, thì mình sẽ dùng ship up đưa lên, đây là lệnh tôi sẽ gì, tôi sẽ ship up lên nhé, đưa lên thôi, đưa lên thì nó lên đúng chỗ thì thôi, thì sau đó đến dòng thì quy nó thành là max q, được chưa? Đó thì cái hàm này cũng có thể ăn chạy là log n thời gian chính xác luôn, được chưa? Như vậy cái hàm này là cái hàm mà có thể ăn chạy, đó là o lớn của log n thời gian, bởi đó chính cái hàm này là hàm có cái thời gian chạy là o lớn log n thời gian, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sang hàm cuối cùng, là cái hàm khó nhất nhé, hàm khó nhất là cái hàm mà nó sẽ có nhiều cái vấn đề nhất, tôi sẽ mô tả các bạn là cái hàm như thế này, cuối cùng là hàm sau đây, hàm thứ 8 ở trong cái bảng của chúng ta ở trên đấy. Hàm 8 là hàm như sau, là hàm tổng quát đấy, hàm mang như này nhé, là hàm là def, được chưa? Def của cái hàm là increase key luôn nhé, key này là cho với quy cho trước,
và V là một giá trị bất kỳ của Q cho chiếc V, không phải là một chỉ số mà chúng ta thay đổi nó bằng tăng lên. Là như vậy là cái hàm này là cho trước một cái dãy Q tên là massive, cho trước một chỉ số, cho trước một phần tử tôi không biết nằm ở đâu cả, giá trị của nó nằm đâu tôi không rõ, và tôi phải tăng lên giá trị là K, là Q. Cái hàm này khi nào cần, cái hàm này là cái hàm mà sau này, xong phần sau phần đồ thị, khi chúng ta học sang cái thuật toán là tìm được đi ngắn nhất trong thuật toán đích xoa đấy, thì phải dùng cái hàm này. Đây là một cái hàm rất quan trọng, một cái thao tác cơ bản của cái kiểu dữ liệu là min heap, là max heap nhé. Đấy, chúng ta chú ý V là một giá trị của Q chứ không phải là một chỉ số của Q nhé. Thì cái làm như sau này, cái làm như sau nhé, để cái làm đơn giản là như sau này. Chúng ta kiểm tra là biển, nếu mà V một phần nhỏ hơn Q, lớn hơn Q chúng ta là loại, nếu mà V mà lớn hơn Q chúng ta văng ra, lớn hơn Q thì chúng ta sẽ erase runtime error nhé, là Q nhỏ hơn giá trị cần thay thế. Giống như vậy thôi. Cái hàm này nó giống hàm trên, giống cái hàm increase by index, mà nó khác là cái hàm trên là cái V, chỗ V này là cái V này là nó là chỉ số Y, còn cái hàm này nó là V, nó chỉ có V nó khác nhé. Được rồi, cái là như sau này, chúng ta sẽ đặt Y bằng là cái chỉ số của phần tử giá trị V trong Q, là cái hàm sẽ là cái hàm là Q chấm index, nhớ lại cái hàm này nhé. Đấy, cái hàm này là cái hàm lấy chỉ số của phần tử V ở trong Q, đây là cái hàm của Python đấy đó. Và cho chúng ta dùng lệnh là increase by index nhé, Q Y, và đây là key đó, được chưa? Đấy, thì tới đây chúng ta làm xong toàn bộ tám cái hàm rất cơ bản. Hàm cuối cùng này chúng ta sẽ dừng lại một chút để tôi cùng các bạn chúng ta xử lý tiếp nhé. Như vậy là chúng ta cùng nhau kiểm tra xem cái hàm này là thì nó là bao nhiêu nhé. Đây, cái lệnh English này nó là O lớn loga n chuẩn rồi, đúng không? Những cái hàm này, cái hàm chỉ số này là nó có thời gian là O n cơ, đấy, không phải O loga n. Do đó cái hàm này là cái hàm ở đây này, nó sẽ có thời gian chạy là O lớn n, đấy, O lớn n nhé. Mà chúng ta cùng nhau xem lại xem là theo lý thuyết thì cái hàm này nó phải là bao nhiêu nhé. Theo lý thuyết thì cái hàm này nó phải là, thời gian của nó là phải log n chứ không phải là n đâu. Như này, chúng ta cùng nhau xem lại đây. Cái hàm increase key này, v key này, nó phải là o lớn log n đấy. Cho nên là cái làm vừa chúng ta làm ở đây này thì tất cả các hàm đều thỏa mãn hết, tất cả những cái hàm thiết lập từ trên xuống dưới nhé, từ cái hàm 1 cho đến hàm 7 là thỏa mãn toàn bộ về thời gian nhé. Riêng cái hàm cuối cùng là phải không thỏa mãn, riêng hàm cùng là không thỏa mãn nhé. Để tôi nhắc lại là chúng ta chút, nhưng mà cái hàm cuối cùng là increase key này của chúng ta nó là O lớn n, như vậy chỗ này là không thỏa mãn. Chỗ này là như vậy, cái chỗ này là không thỏa mãn nhé. Như vậy suy ra là cách làm này là chưa chuẩn, mặc dù là khá chuẩn rồi nhưng mà không đạt nhé, không đạt. Như vậy cách làm của chúng ta làm rồi là cũng là ok hết rồi, nhưng mà như vậy tới bước cuối cùng là chưa xong, do đó là cái làm này không đạt. Chúng ta sẽ làm một cách khác. Là cái khác đó là khách khác là chúng ta sẽ làm xong vào buổi sau, hoặc là trong một buổi nào đó tôi sẽ chữa bài tập nhé. Như vậy là như sau này, với cái làm này là cái là rất công phu rồi, nhưng mà cách làm trên là chưa đạt yêu cầu nhé. Tôi chốt lại là cách trên là thiết lập cái max Q trực tiếp từ một cái max heap nhé, từ một cái max heap A là không đạt yêu cầu nhé. Chúng ta chú ý một tí nhé, chỉ mà một dưới là nhỏ thôi. Thì tương tự như vậy là cái cách làm tương tự với min heap mà trực tiếp từ một cái min
xin lỗi, từ cách làm cái min q tương tự như vậy là tương tự nhé, tương tự thì cách tạo một cái min q từ từ một cái min hip a là cũng không đạt yêu cầu nhé, không đạt yêu cầu, không đạt yêu cầu. Như vậy sẽ ra gì, bài toán đặt ra là có cách nào khác hay không nhé, bài toán đặt ra là có cách nào thỏa mãn hay không đấy, có cách nào thỏa mãn hay không nhé, thỏa mãn hay không, thỏa mãn hay không nhé. Đấy thì đó là bài tập về nhà mà đối với chúng ta sẽ là khó đấy nhé. Thì tôi sẽ có một buổi khác tôi sẽ trình bày lại cái này nhé, tôi sẽ giải bài này, họ có đề giải trên đó, trên một cái buổi giải nó trên cái buổi mà buổi giải bài tập, hoặc là tôi sẽ dành hẳn một cái buổi để nói về cái kỹ thuật này nhé. Lời giải là có nhé, lời giải là có này, lời giải là có luôn nhé, mà nó luôn này, có và phải sử dụng, phải sử dụng kỹ thuật, bạn nghe tên là kỹ thuật, nó là kỹ thuật băm nhé, hay tiếng Anh nó gọi là hedge, hedge là hedging được, bắt buộc phải sử dụng kỹ thuật băm thì mới thỏa mãn được toàn bộ. Như vậy cái bài này chúng ta vẫn còn một cái vẫn còn một câu hỏi mở là chúng ta phải thiết kế lại cái max q và min q này sao cho nó thỏa mãn tất cả mọi yêu cầu, và muốn như vậy thì chúng ta phải sửa lại cái tất cả vừa ta sửa lại cái hàm vừa rồi, sửa lại một chút thôi, và riêng cái hàm cuối cùng này là riêng hàm cùng là chúng ta phải dùng cái nó gọi là cái kỹ thuật băm ở trong Python nhé. Thì tôi sẽ có thời gian, vì hôm nay không kịp rồi, để muộn rồi. Nhưng mà nó để chúng ta có hình dung như vậy nhé. Như vậy các bạn thấy là khi chúng ta đi vào sâu hơn những cái cấu trúc dữ liệu thì nó rất là khá phức tạp. Chúng ta nhớ lại một chút nhé. Như vậy tới đây chúng ta tới đây có những vừa vặn nôm na chúng ta vừa mới làm xong được cái ba cái bộ. Chúng ta nhớ lại một chút nhé, để tôi đọc lại một chút, chúng ta thêm một ít thời gian đây. Nhưng mà chúng ta vừa mới tới đây chúng ta vừa mới xong được cái nôm na là xong được cái stack này, ngăn xếp này, cái hàng đợi bình thường này, được chưa, và cái priority nhé, priority queue. Với stack này ấy, thì nếu mà dùng list bình thường nhé là ngon lành, ok, thỏa mãn mọi điều kiện, như vậy là stack là dễ nhất, dùng cái bảng bình thường của Python là ok. Còn queue thì không thể dùng bảng queue mà dùng mảng ấy, dùng list bình thường ấy là không được, không đúng. Ta nhớ lại nhé. Và chúng ta bắt buộc phải dùng gì? Chúng ta phải dùng cái cấu trúc object nhé. Đấy. Hoặc là dùng cấu trúc là sắp xếp liên kết, hoặc là dùng cái mảng nhưng mà cần có hai biến đấy, thì chúng ta mới thỏa mãn được. Nhưng mà dùng list không đúng, phải dùng cái cấu trúc list object thì mới đúng nhé. Còn với priority queue thì chúng ta dùng cái mảng là max heap và min heap, cũng không đúng nhé, cũng không đúng, gần đúng không đúng, khi mà làm bài tập to là không đúng và phải làm lại nhé. Đây là có một câu hỏi mở nhé, thì tôi sẽ quay lại cái bài này sau nhé, cái này tôi sẽ quay lại sau trong một buổi nào đó từ nay đến cuối chương trình. Nhưng cái phần này phần rất hay, cái phần này mình vậy rất là hay. Sau này tôi sẽ có một hàng buổi tôi nói với các bạn về cấu trúc hash ở trong cấu trúc băm ở trong cái thuật băm ở trong Python như thế nào, một buổi như vậy nhé. Thì là tôi sẽ giải cái bài toán này, các bạn nhớ nhắc tôi sẽ quay lại cái bài toán là thiết kế cái min q và max q sử dụng hàm băm nhé. Rồi hôm nay chúng ta dừng ở đây nhé, hôm nay mới xong được cái phần mô tả cái mô hình của cái hàm đợi ưu tiên. Thì cả ba cái mô hình này, cả stack, cả queue và cái min queue, max queue, nó đều là cái mô hình chung mô tả mô hình cái túi nhá, cái túi, và nó có một đầu vào và có một đầu ra, đầu ra một cái ao. Với nó là một túi mà chúng ta, nó là một hộp đen,
và chúng ta chỉ tiếp cận với nó thông qua các cái hàm cơ bản hay là hàm cái hàm lý thuyết. Thì khi mà có một cái mô hình mà là nó là hộp đen ấy, mà chúng ta chỉ dùng thông qua các hàm cơ bản, thì cái hàm cơ bản người ta gọi là các cái API nhé, các cái API dài nhé, đấy nó là application interface nhé, đấy nó là API nhé. Đó thì đối với stack thì nó là cái out nó ra là theo mô hình là vào sau ra trước. Đối với hàng đợi bình thường thì là vào trước ra trước, còn đối với min và max queue là vào thì bình thường, còn ra thì theo chế độ ưu tiên có thể là max, ưu tiên có thể là min nhé, được chưa? Và tất cả đều là một cái hộp đen, và thiết kế của nó là rất là phức tạp. Đối với stack thì rất đơn giản, stack rất dễ, còn với hàng đợi nói chung là khó. Và chúng ta nghỉ ở đây nhé. Buổi sau chúng ta sẽ giải bài tập nhé. Tôi sẽ dành cho các bạn khoảng 2 buổi nữa, chúng ta sẽ làm lại các bài tập từ đầu đến giờ. Tôi sẽ giải dần các bài tập nhé. Và sau đó chúng ta sẽ chuyển sang cái phần mới nhé. Chúng ta nghỉ ở đây nhé. Dạ, cảm ơn thầy. Dạ, chào thầy. Chào các bạn nhé.